Xin chào các bác, em lên sóng con lọc khí VIP của Panasonic. Một cái con công suất lớn cho các bác dùng cho phòng to, phòng khách, phòng ngủ đều ok. Panasonic FVXG90. Một con có kết nối Wi-Fi, phím cảm ứng, có mắt cảm biến phát hiện người. Và giá thành thì rất là hợp lý các bác nhé, 3,2 triệu. Con này thì đang là nguyên bản điện 100V ạ. Đấy, con này thì cái vị trí nút biến áp của nó thì nó không có cái nào phù hợp cho một cái biến áp to này để nút bên trong, phù hợp cho nên các bác cắm ngoài nhé. VXG90. Đây là hai số điện thoại giao dịch bên kênh hàng Nhật Vũ Giang các bác nhé. Có Zalo, hai kênh YouTube. Các bác xem kênh thì ủng hộ em, đăng ký kênh ủng hộ em nhé. Một con VXG90 nguyên bản 100%, từ màng lọc cho đến màng ẩm, màng than, hình thức còn sáng đẹp, nguyên sáng đẹp các bạn. Giá thành rất là phù hợp vừa phải. Đấy, hình thức đẹp thôi nhé. Panasonic 88W VXG90, các bác có thể dùng cho phòng khoảng 60m2. Đấy, 60m2 các bạn nhé. Có bánh xe đẩy, hai cánh vẫy, phím toàn bộ cảm ứng hết các bác nhé. Hẹn giờ, chế độ lọc nhanh, ba chế độ lọc khí bù ẩm này các bác này. Đấy, điều chế độ chạy tốc độ chạy lọc này, cửa dâng cửa vẫy này. Đấy, eco navi cảm biến ánh sáng này các bạn. Đấy, đây mắt cảm biến phát hiện người là cái dòng cao cấp nhất của Panasonic thì mới có các bác nhé. Đấy, riêng đối với dòng lọc khí của Panasonic thì các bác cứ nhìn có cái mắt đen này, lúc thì nó nằm ở giữa con thì nằm ở đây thì là cao cấp nhất tại thời điểm sản xuất. Đèn báo phần trăm độ ẩm, số điện tử, công nghệ nano khử khuẩn. FVXG90 con này hệ màng còn zin nguyên, rất mới này, màng như mới tinh nha các bác nhé, còn ít dùng. Than rất là dày này, khử mùi cực tốt. Đấy, bụi mịn trong không khí nhiều, khử mùi diệt khuẩn. Bánh xe đây. Con này các bác lưu ý nha, là điện 100V nguyên bản. Đấy, giá em bán 3,2 triệu, chưa bao gồm biến áp, chưa bao gồm phí vận chuyển. Phí vận chuyển là 100.000 chiếc máy này, 100V thôi nhá. Đây là khu vực bình nước này, ngày hanh khô thì các bác cho nước vào đây bù ẩm hoặc là dùng điều hòa. À, bác các bác ở trong Hồ Chí Minh thì độ ẩm nó thấp, mà tạo ẩm còn như mới đấy con này. Đấy, con máy xuất sắc, giá thì bây giờ quá mềm luôn. Đấy, hơn 3 triệu mà các bác có một con máy gọi là VIP nhất có thể. Đấy, kết nối điện thoại các bác này. Nếu các bác nào yêu công nghệ thì kết nối nha, không bấm tay. Còn em thì em không biết kết nối đâu, chả có thời gian để mày mò những cái này đâu các bác. Bán nhiều mà chứ không mày mò được. Hiện tại thì bên em rất là nhiều lọc khí, máy rửa bát. Quay qua đây các bác ủng hộ nha. Các bác là chốt trước này alo em. Cảm ơn các bác.